Thưa quý vị, trưa ngày 22 tháng 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển số 4 cho biết, vào khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, ông Trang Thành Tâm, sinh năm 1976, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, chủ tàu cá mang số hiệu KG95630TS, liên hệ đề nghị Vùng Cảnh sát biển số 4 hỗ trợ điều động phương tiện cấp cứu thuyền viên Phạm Thành Diễn, sinh năm 1986, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, đột nhiên bị đau bụng nặng. Nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển số 4 đã điều động xuồng 622 kịp thời cơ động tiếp cận tàu cá, đưa bệnh nhân Diễn về thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để cấp cứu. Đến 7 giờ 30 phút, xuồng 622 đã cập cảng Hải đội 401, phường An Thới, thành phố Phú Quốc. Tổ quân y của Cảnh sát biển số 4 tiến hành thăm khám và đưa bệnh nhân lên bệnh viện đa khoa thành phố Phú Quốc để tiếp tục cứu chữa.